Nam Mô A Di Đà Phật. Thì xin kính chúc lành hết tất cả anh chị em trong đoàn Phật giáo, cùng là Phật tử, tất cả các tôn giáo cùng chung có mặt ở đây trong một buổi tối về ở tại rừng núi, cũng như là không được vui đâu, âm u buồn thảm lắm, nhưng mà chúng ta vui ở trong tâm linh của mình, vui trong tư tưởng, vui với một người tu, chứ không có ai hoài như mà cuộc đời. Vì chỗ này là cái chỗ sân tiên đầu vắng, canh khuya ảm đạm, màu trời đen, cây rừng bây giờ sắp xếp ra ngủ. Đó vậy. Thì đá đang hở ra để tiếp những không khí. Đó, thấy chưa? Mùa mưa, mùa nắng. Mình được lên đây trong mấy hôm, mấy ngày, mình ước mơ làm sao mình được về rừng. Về rừng không tỏa được, mà mô tỏa ở trong lòng của mình. Những cái gì thắc mắc, những gì nặng nề, hay là những cái nó không được khỏe khoắn đó, thì mình về rừng, về núi, về non, về nơi cái chỗ mà hồi đó đó, hồi bằng cổ gì đó thì ăn lông ở lỗ đó, thì ông bà tổ phụ sư của mình ở rừng, ở hang, ở đầu người tiền sử đó quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta mà trở về non là mừng lắm. Không biết tại sao. Rồi quý vị thấy không, như ở dưới gió cái nó, mình ra cái nóng lạnh nè, muốn bệnh. Còn ở trên này nó cần phải đón con gió, vì gió núi mây ngàn, nó lượng nha, nó lượng 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 vậy, gọi là gió núi mây ngàn. Mình đừng có sợ đó, đi ra sợ thì già mặc cái áo lạnh chút xíu đi, để mình gió vô con mắt, vô lông mày, vô lỗ tai, vô tất cả hết nè, chân lông mình nè, đó, chân lông tai, chân của mình nè, vô hết. Ngày sau mà ai cùng nhịn được cái núi, núi cấm này và ở chỗ này đó, thì quý vị thấy chất độc không lên nổi, khó lên nổi lắm. Nó lên nó cũng ở dưới biển, nó ở dưới cái đồng bằng, nó ở dưới cái khen hố, nó ở dưới cái gầm vật, dễ gì nó bay lên được trên núi, thì gió tạt. Cho nên bây giờ nói chuyện ở đây chứ tất cả các vị ta ngồi thuyền tu ở dưới này nè, biết là bao nhiêu ta chờ giờ để người ta đã lên đó quý vị, cũng như là giải phóng, chờ ngày hòa bình nữa nè, cách mạng thành công đó, thì quý vị mà ta tu ở dưới này nè, đó vậy đó. Còn mình đi lên núi là mình lên đầu người ta đó, mình trèo leo đi kiếm này kiếm kia thôi. Bây giờ về trên và Đức Thầy và ở trên chọn cho mình có cái chỗ này đó, mình tạm ngủ, tạm trú, tạm ở mấy hôm, mình có chỗ này trong sạch, không có, không có gì nào, chỉ có của báo thôi. Đó, còn mình đi tùm lum đó, kỳ trên đầu trên cổ mình đi này cái nọ không có tốt. Mà bây giờ người ta đang, người ta đang thuyền, người ta thuyền quá sức lực, có nghĩa là người ta như chết vậy đó. Ngồi đây mà ta không biết ta ngồi đây đó, thì ta đã, linh hồn người ta và ta sẽ sức quyền tinh nguyệt của người ta, ta sẽ đi rảo khắp cảnh Phật hay là núi rừng hang động điện hết, ta tham quan hết trơn rồi đó quý vị, thấy giỏi không đó. Còn mình á thì bây giờ chỉ tu sửa thôi, mình không sửa được thì không, không có một cái gì hết á, uổng lắm, uổng. Bây giờ mình tay chân nè, đó cha mẹ nè, thấy không, trời đất hấp thụ lại mình được nguyên tay nguyên chân dạng dẻ hết, ráng lo tu, ráng lo tu. Không phải một cái việc tu của mình đâu, sửa đổi ăn nói đi đứng nằm ngồi, chân thiện mỹ, thấy không? Nếu mình tu được rồi là mình tiên tại tục này chứ đâu có gì đâu, tiên thật sự đó, vậy đó. Còn nếu mình lòng từ bi quảng quảng đại, mình tu theo Phật thì mình Phật tại thế này chưa thành, rồi mới mốt thành đó, quý vị thấy không? Còn làm người lăn lộn nè, trôi lăn mãi mãi trên cái biển khổ nè, giọng dù đưa rước xe cộ ra vô lên xuống, làm ông này rồi ít bữa làm bà kia, lên chức quyền này kia nọ, đâu có, đâu 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 có thể trường tồn được cái gì đâu, thì mình thấy đó là cái sự là nó không kết thúc cho mình. Còn người tu bình tĩnh tự nhiên,
họ tự đưa hồn họ về, họ tự rào, họ tự bẻ, họ tự khai, họ tự thấy, thấy không? Họ thấy họ làm sai, họ sửa. Quý yêu, họ không làm sai nữa. Họ đã nói sai rồi, họ đang sám hối, rồi họ đang lượng phân, họ lượng Phật, họ xin Phật tha thứ cho họ. Thấy không? Thì mình còn cứ nói hoài sao được? Không có trách móc ai gì hết. Đã thầy nói là mình, chính mình nè, thì mình phải cố gắng. Vì tại sao trước mặt mình lại có cái này? Đức Phật đó là của mình đó. Tại sao bữa nay là quý vị đã có trên này? Tại sao cái cô này lại có trên này mà cổ vẫn mài miệt, cổ vẫn làm như thế này? Đó cũng có nguyên nhân của chính cổ. Có cái nhiệm vụ, có cái lời hứa, có cái tâm nguyện của cổ, chứ không phải khi không. Không khi không được. Cái gì nó cũng phải có cái nguyên nhân. Thì đây là một cái giai đoạn chỉ sống một ngày, thầy muốn dịch diệp ra từng câu văn rõ ràng cho quý vị, rồi thầy có lui thuyền thì mình cũng còn được những lời nói để hậu thế mấy cháu mấy con của mình nghe thấy biết. Bà nội hồi đó, cha hồi đó đi đến đó đó, như vậy đó, nói vậy đó, như thế. Chúng ta phải kiềm chế lại. Chiếc thuyền vỏ trụ của mình ở trong nè, mình phải kiềm chế là cái bánh xe trong lòng của mình, mình phải kiềm chế là đừng có chạy quá trớn. Mình là tài xế, mục tiêu, mục đích nó phải tới thôi, nhưng mà đừng có dội vàng. Đó, người tu hành, cái tu nó không có gì mà quý vị đã thấy hết, nhưng mà miệt mài, mài dũa riết mà con người hiền hậu vô cùng quý vị. Mới giữ dần đây, quý vị có nghe vô não không? Giết không biết bao nhiêu đeo đẳng rồi này kia nọ, nhưng mà ngài phục thiện rồi hiền như cục đất. Phật nói đó, chứ không phải thầy nói đâu, hiền như cục đất. Mà tại sao giết người không có đọt của không có gì? Rồi người đạt độc ác xảo ngôn đó, thấy chưa? Ta phải giết hết, không thương ai hết. Như thế thì đó là một cái tuồng, một cái phiên kịch, một cái phim để làm cho mình thấy, mình coi rồi mình nằm sâu trong cái giới đó, mình biết và mình sửa đổi. Thấy không? Bây giờ sung sướng vô cùng, hiện đại. Tu hồi xưa đó không có đâu, tổ dẫn lên núi bỏ trên đó, ví dụ đi, rồi tu ở đó dưới cột, dưới beo, dưới này cái nọ đó, ăn trái cây, ăn lá cây đó, tổ dạy tổ bỏ đó. Rồi còn bây giờ nè, món ăn kề bên nè, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thấy tượng Phật hết, lúc nào cũng nghe văn dẫn bên Phật giáo giảng hết. Nó thấy chưa? Thì đang ru và nung đúc tinh thần của một vị, có nghĩa là cũng như học sinh đó, một vị tu sĩ và cư sĩ, để tinh thần được dạng bén, thần khí được đầy đủ, để trở thành một vị tu hành cho đắc đạo. Thì ta yểm trở quá chừng nhiều yểm trở đâu quý vị đó. Mình có phước rồi, bỏ không nghe, để đi làm, để kiếm tiền, để cất nhà, cất cửa, để cho nó đầy đặn này cái nọ đó. Mình cũng phải lo cho con mình, vì chính mình tạo nó. Nhưng mà lo với điều kiện, cũng như mình từ bi mà đem giúp đỡ mọi người, nó thấy mình tốt quá đó, cái ta muốn lợi dụng. Cái đó là sai, không lợi dụng. Mà mình chặn đi, mình chặn đi cái vị mà họ đang tốt, họ đang bắt đầu tiếp tục như vậy, thì mình đã chặn đi để lượng, để coi, để tùy cơ ứng biến cho nó đúng. Như vậy đó, mình cũng mang tội. Và mình không có bi lụy, mình không có bi quan, nói như thế. Thì bây giờ tất cả bà con anh em của mình phải cố gắng về việc tu, và đừng nói tôi tu. Kể từ đây biến mất cái tu ấy. Và mình phải ráng tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, dù cực khổ gì đi nữa đó, hay ai làm mình phiền não đó, tay mặt tay trái đánh đi, đánh một hai cái đi, dạ thưa con còn nóng quá Phật ơi, thì mình lỡ mình đánh đi rồi mình sám hối, đó, có hư rồi có nên. Rồi chửi đi, la cho hết cái tốc lực của mình đi, nó còn chất chứa, rồi thôi nhín đi, đừng có làm bầm đắp bắp, đừng có la lối, đừng có nói nặng nói nhẹ, môi móc này kia nọ, đó là bên nữ mình phải cẩn ngôn nha.
mang tội lắm đó. Đó, như vậy đó, thì nữ mình sẽ chuyển qua nam, không có, không nói, chuyển liền. Chuyển liền qua nam, máy xăng hao làm lại máy dầu đó, như vậy chứ không có gì hết á. Nữ tội lắm, đáng thương, đáng kính, đáng quý, đáng mến lắm, gì đầu đội dây mang cực khổ biết bao nhiêu. Như vậy thì nữ phải tu nhiều, kỳ này là Phật Bà, Quan Thế Âm Bồ Tát và tất cả các mẹ, các cấp bề trên sẽ nâng cao nữ và đem nữ về hết đó quý vị, chứ không phải tầm thường đâu, đem về hết. Tu một, các mẹ cho 10 đó, ráng cố gắng, đừng làm cho phiền phức. Mình biết tu rồi là mình ở cái thế giới Cực Lạc Di Đà, có nghĩa là ở đây nè. Dạ thưa thầy, con đang ở đây. Ở đây mình ra khỏi mình không có lòng vòng, mình không có lẩn quẩn ở trong một cái thế giới này nữa, là mình tung mây lướt gió, mình ra cho khỏi rồi. Mình là một hành tinh mà, rồi mình một con tinh nè, thấy không? Rồi mình tu, mình đầy đủ đức tin, mình bảo vệ cái đức tin của mình. Đó, có đức mình mới tin được. Còn mình không đức, không đức độ, không có gì hết, mình không có tin ai đó. Chính mình còn không tin mình nè, vợ không tin chồng, chồng không tin vợ, làm sao? Cho nên chúng ta tu cư sĩ tại gia khó lắm đó. Phải thủy chung nè, gia đình thương yêu chiều chuộng với nhau để cuộc sống hòa bình tại gia cư sĩ, chứ đâu phải tầm thường. Cố gắng. Quên bài bổn sao? Thầy mới nhắc đó, chút xíu quên rồi. Quên rồi là sao vậy thưa thầy? Quên rồi ra khi chửi, đi với kia nói nhẩm đó, thấy chưa, chết rồi. Thế vậy đó, thì làm sao? Đây, cái bộ não này nè ha. Cái bộ não này nó có nhiều cái màng lưới nó trùm lên đây nè, mà mình thấy mình dằn vặt, mà mình giận hờn, mình tính toán, là nó dở một cái miếng, nó dở một miếng 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 lưới nó ra rồi, thành ra sức huyết não, thấy không? Đó, rồi nó xê dịch qua đây là điên, nó dồn cục là khùng đó, cái gì thấy không? Mình nào mình tu, mình xử lý cái bản thân của mình và châu thân của mình đi quý vị. Đây là cái châu thân, còn bản thân là mình làm gương, đó là cái bản đồ xé dục bỏ được. Nhưng mà cái châu thân này nè, ở trong này nó là năm châu bốn bể lên đó, chứ không phải tầm thường đâu, mình phải gìn giữ. Đừng nói đạo nhiều, đạo không có nói, hãy nói là mất đạo. Nói, mình nói với mình, người nhắc với người, anh em nhắc với anh em, phải học. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, bạn đạo anh em phải lựa đó, phải lựa mà chơi, lựa mà gần, lựa mà mình gặp, lựa mà mình có thể có lợi tích đó, như thế. Còn bây giờ hầm Bà Đằng thấy quá đông, một xe nè, đi về chỗ cái trạm nào đi, rồi đứng đó coi nha, đứng đó niệm Phật đi, đứng đó mình đứng nhìn đi, từ người bước dưới lên xe, bước lên xe rồi bước xuống xe, mình thấy cái người bước xuống xe là người đó không phải đi hành hương, đi chơi. Đi chơi, cái người đi hành hương đó, họ bước xuống xe đó thấy thương lắm kìa, làm như họ đi ăn xin ăn mài về vậy quý vị. Họ khiêm tốn, họ nhẫn nhường, họ nhịn nhục, rồi họ làm sao đó, cái thân tâm của họ an lạc vô cùng vậy đó. Còn đi đi chơi về đó, bước xuống xe cả sốc cả sách, đi cả hơ cả hải, mắt thì dòm trên trời, mắt thì dòm dưới đất, thấy không? Thầy bỏ công sức đi bắt hết, bắt gặp hết, nhưng mà để làm gì? Anh em của mình đây là mình trao sữa nè, còn cả xe cả tàu để làm gì? Nó như thế thì đi đâu cũng vẻ hết. Cặp mắt trời của quý vô nè, đó, quý Phật tử nè, rồi cặp mắt trời của người ta nè, người ta thấy mình hết. Mình đừng có giấu chỗ nào hết. Mình tu đi. Cái diện của mình là diện HO nè, hay diện gì? Diện gì nữa nè, diện gì mà tốt nhất? Đó, thấy chưa? Nó nằm trong cái diện nó hết à. Nói vậy đó, sau này rồi nó đùa, nó quét cũng về cái đó đó, chứ không có về được cái này. Ráng mà học. Y như là mấy trò mà học bổng, học trường vậy đó. Mấy cái đứa mà nó học nhiều rồi, nó ưa cằn nhằn lắm, mà nó không chịu làm gì, nó không chịu đi ra ngoài kia,
nó không chịu chơi với bạn, nó không chịu gì, nó muốn ngồi một mình nó vậy. Thì cha mẹ lại ít học nữa chứ, rầy đánh nó nữa, thấy không? Còn bây giờ cái thời hiện đại này đó, quý vị tu là có người yểm trợ liền, có người nung đúc liền, có người đến giảng liền, giải bài liền cho quý vị nghe. Cũng như đứa bé bây giờ cha mẹ được học đó, xong rồi đó, bây giờ con học là cha làm bác sĩ, con cũng làm bác sĩ. Nó như thế. Quý vị về đi, kiểm tâm mình để chinh phục mình lại. Mình phục mình đi rồi người ta phục mình sao? Đừng để mình không phục mình mà biểu người ta phải phục mình. Làm sao người ta phục mình được? Mình phải mềm môi nhẹ lưỡi, mình phải làm đúng. Mình phải giúp đỡ bằng một cách nào rõ ràng, nói, làm, tất cả đều đã hòa trang hết đó, làm ít mà thành nhiều, làm nhiều bao la thế giới, giá trị cái người mà đứng nói chuyện nó không ra gì hết rồi. Họ chỉ mượn cái dâm bảo tiền của đó rồi họ vay, họ mượn, họ làm ông này bà kia đứng đó thôi, chứ không phải là một người nhân tài. Một người nhân tài có đức rồi họ làm ít, nhưng mà nó sẽ tồn tại mãi mãi đó. Thì tất cả quý Phật tử anh em của mình thấy trên việc làm đó, là mình là cư sĩ tại gia, mình tu kệ là không sao đâu, mình làm cái việc ít mà nó rõ ràng, nó có, nó tốt, quan yêu dân chuộng, tất cả bá quan anh chị đều thấy được cái người này mua bán rất tốt, làm công chuyện rất là hiền hậu thiệt thà, thấy chưa? Bao nhiêu tiền của mình ăn hết, nhưng mà cái đó nó vẫn còn mãi mãi, thì đó là người tu đâu quý vị. Người tu đó, sửa đi, sửa mãi đi, đừng có tôn người này quá, đừng hạ người này quá, xem bình đẳng giới đó, bình đẳng giới nha. Đó, cũng như là pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, mình giữ pháp với ai? Với người nè đó, với chúng sanh nè, với anh em chị em của mình nè đó. Mình đối với cái người đó lạc vọng, mình đối với người đó trời ơi, khi dễ ngạo mạn, đối với người này khi người ta quá đó, thấy chưa? Rồi mình đối với cái người này mình tôn trọng người này, nó lộ ra thấy cái sự tôn trọng. Tại sao cái đó là cái dâm mạt không sửa đổi? Sửa đổi ngay, không cho lộ ra, không cho ta bắt gặp những cái tài nguyên của mình ở trong này nè, kim loại tất cả mình không có đưa ra cho họ thấy. Những cái xấu xa mà mình đưa ra, còn những cái quý báu mình phải cần giấu biệt đó. Thì đúng ngày đúng giờ, nếu mà nhà khảo cổ người ta đi thì ta gặp ngay thôi. Còn mình tu có ngày đắc đạo đó, như vậy đó. Còn đồ cổ mà mình đem ra mình trưng bày thì đồ cổ giả rồi đó. Như thế thì cái người tu mà sáng chiều ra gặp nhau đó, rồi nói đạo ba mớ, rồi nói này nói kia, rồi hơi trách móc, rồi anh đi chỗ này anh đi chỗ kia, anh biết hết, tôi không được đi, tôi ở nhà tôi phải cày sâu cuốc bẩm, hay tôi làm này kia nè, anh dở quá này kia nọ, cái khen cái chê cái tặng cái phong lên, rồi hơi sân si điện nó giật thất bại hết. Chị đâu có tu cái gì đâu, người tu bây giờ kiếm không được không, thầy nói thiệt, quý vị không có mặt nâu sòng, không có đại hoài, không có tụng kinh gõ mõ. Mà quý vị ở đâu, quý vị ẩn tàng ở đâu vậy thầy? Theo công ăn việc làm của mình và năm tháng, quý vị ẩn sâu trong những cái địa điểm của mình mà ngày tháng để sinh nhai, cái địa quan của mình đó thì mình để chụp thấy hàng ngày. Còn tâm của Phật kiến tánh Như Lai thường sáng rạng. Mình trốn, mình bầu bạn ở một miếng giường chiều hay là ở chỗ làm thuê, ẩn thân kiềm má việc tứ bề, vừa làm vừa tu sửa rồi về nghe hôn. Mình ẩn vàng nhưng cái linh hồn mình chu đáo, mình chôn sâu một mối đạo của trời.
chứ không phải đi lên chùa, lên miếu, lên rừng, lên núi tỉnh con ơi. Mình ẩn dáng chèo bơi nơi biển hài, ráng nghe thầy cho đừng có cãi, ráng tu hành rồi mình bẻ gái gây chồng. Thuyền từ lướt sóng đông đông, tự mình qua biển ấy, mình mong tự trò cầm tay chặt, đừng có hát hò trên sóng lượng. Mình mím môi đi để mình ngưỡng thẳng qua bờ. Tu hành mà dại mà khờ, nói ra cửa miệng như nói chơi kìa kìa. Không nói nữa mà mình quyết chí mình về. Đất ở tiền mình ở kia kìa, nào xa ở chi nơi cõi ta bà. Sáng chiều qua đợi, lợi qua sùm. Ráng đi con, đời miệng hùm răng xưa, cho nên ta mới tu đừng có bị trang lứa nghe không. Ai ai cũng có linh hồn. Lời thầy rao giảng của Đức Chí Tôn kia kìa, phải cố gắng nhẫn nhịn đi để sớt chia. Mình hiền người ta giữ rồi lìa hay sao, mình thấp còn người ta cao. Ôi thôi thấy kệ làm sao bây giờ, cũng hòa lẫn nhau đi, cũng chia sớt đi, cũng giúp cho họ sự bất ngờ. Để thù kia họ dứt rồi dạy khờ họ khung. Về nghe thầy dạy bốn chung, ràng tu cho kỹ lưỡng, có gặp hoàng hôn cũng sáng lòa. Ráng đi con, ai cho mình được, chính mình làm, chính mình giải trượt mới còn thanh. Chữ tu đâu có giật dành mà ngồi súm lại chỉ anh luận bàn không bàn nữa, mà mình phải bước sang đèo ngoài. Dòm ở bên trong đó mình hối cải hay chưa? Xóm ôm đạt pháp đại thừa, chiều về tu tình có gặp cơn mưa không buồn. Ráng cố gắng đi, mình nghe tiếng chuông nhắn dần. Thức tình đời mình lội lặn đông sông. Thầy ơi con ráng lập công, mà con không kể trên dòng sông này. Lập công đi con, lấy trí mà trí, lấy thần mà đỡ, rồi lấy từ bi mà nhờ. Cố gắng tu đi con, để sáng bờ sóng biển. Đừng có thài lai mà cầu nguyện ở cái miệng này. Ở bên trong phải sửa, phải xây, phải tính đặt, phải đủ đầy đức độ. Đêm thanh tịnh con về bộc lộ, ráng tu hành đừng ngoan cố thầy thương. Về đi tu tịnh làm gương, tu đi rồi con đắp con đường người qua. Họ có nói thiết, họ có nói tha, hay là họ làm quỷ làm ma mặc tình. Ta niệm Phật, ta đừng có nhìn cảnh đó. Ai ai bắt trò phải ngó mỏi mòn, ngó trong tâm mình tu tịnh mình còn nghe thầy dặn trên hòn thiên cấm. Thần rừng ơi đêm nay si gầm, chứng minh cho tất cả đạo tràng, thầy bồng ấm tới đây. Mạng trời trái đất chiến xây, thần rừng thần nuôi phúc dây vàng rền. Mấy bữa giảng nay chắc có lẽ thần cũng không quên. Đang ngồi dự bị rồi kề bên pháp trời. Ráng tin tưởng chúng con ơi, đừng lỡ lạ. Chỉ có một ngày mình thành cặn bã tanh hôi.
Hỏi còn chi mà mình lại đua đòi tu cho gấp rồi coi đời mạt hà. Đời tăng rủi thiếu chi quỷ má chung cha, nó ở lộn giờ mình nó làm cao cả đó con. Mình tu sực mòn hơi mòn, không sao có Phật chứng cho con dễ đầy. Ráng thông cảm với cảnh này giả lắm, nhưng mà mình xuống cái ao hồ rồi nè, mình gọi tắm nước dơ, biết thì lo đi gọi lại Phật chờ, còn không biết lu mờ chôn lúc kiếp. Nghe đi con thấy chưa bìm bịp, đứng ven rừng mà kêu kịp được không? Nó kêu nước lớn nước rồng, kêu hoài kêu mãi nó trong những gì. Thấy chưa, thầy cũng khổ, thầy ý như con bìm bịp, kêu mãi hoài sợ không kịp ba gia. Kêu hoài nước mắt châu xa, có ai mà biết bìm bịp ta kêu gì. Tỉnh giấc mộng để thu đi con đạo, tỉnh giấc nồng để mình tham khảo lại bên trong. Nết na thuyền mỹ chân lòng, tâm mình kiến tánh thì nấu sông khỏi mang. Mình tu đừng có tích tịch tình tán, cắt y kỳ phận đừng dở dang. Thầy buồn học cố gắng phải đi xuống bài bồn, đêm sôi kinh nấu sữa đừng rời. Biết cửa tiên cửa Phật cửa đời, ta phải lánh tách dời rồi bế lại. Mê phàm tục tử đấy nguy hại, đâu có được gì bớ trai gái thuyền môn. Về đi đừng có bông chôn, về đi thầy dặn đâu trường thồn chúng sanh. Ráng tu tình đừng có ganh đừng có ghét, mà để tâm yên nè, rồi mình có sức mạnh mình mới dẹt mây mù. Ông Du Minh á, ổng đâu có cho mình tu, ổng là một cửa ngục đang giữ tù giữ tôi. Công thầy tổ giờ này lặng lộ chốn núi rừng chiều, nhiều nỗi gian căng. Nằm đâu yên ổn vậy mà lo cho ba tánh trần gia giờ này. Sợ bệnh hoạn nè, sợ rớt dưới lầy, sợ tu không có được đó, cảnh này báo dây. Không biết đường một một hay hay, làm sao rồi hồi hướng đến Như Lai bớ trò. Phải biết tu mới được lên đò ông chở đạo. Chung con ơi đừng có giả mạo người tu, ráng mau dẹt ngút mây mù. Chúng con nhiều kiếp có tu mới gặp thầy, ráng cố gắng rồi sửa xây cho lẹ, đồng tu nhau chứ ganh hẹ làm chi. Mở dòng tay thông thả mau đi, có buồn thảm ráng kiên trì nhẫn nhục. Đây là màn tối đen kết thúc, nếu quý trò chậm trễ trên đời, rượu ăn dục biển khơi, uổng công cha mẹ dây thời, lao công thể chí do Phật trời tạo ra. Phải ráng cố gắng nha, để niệm Di Đà sáu chữ. Mình không có cái gì trừ khử yêu má, sáng tô chiều lại vậy mà, lúc nằm lúc đứng lúc gần xa cũng thầm niệm Di Đà trong tâm đi đầu. Phép của Ngài đang lục lão siêu đi,
Niệm đâu tốn tiền tốn bạc ra chi, chỉ sáu chữ A Di sáng suốt. Thầy đã nhắc con nên kết cuộc, thầy nói con về ráng buộc lục nghi. Mê của đời mê sự sản chiết chi, cười với nó rồi chịu thì khóc khô. Sáng mình buồn mắt kia lệ đổ, trưa vui rồi vì có dấu tiền muôn. Thấy chưa xóm tối thương buồn, buồn vui lẫn lộn như điên cuồng ngu si. Đâu có được, nguy hiểm lắm. Mình tu nghe con, mình gẫm mình si. Thế gian đâu có sự gì trong một ngày mình không tỉnh diệt thì sẽ nguy tử. Giờ phải tỉnh mà tu. Tay giờ lạnh ngắt, tỉnh mà tu để thầy dắt qua sông. Cô lo quyết chí đạo đồng, luyện tâm luyện tánh rồi tâm trong nước. Một mình xử lý cũng do ta. Một vì mình ta đắc đạo, ta làm bà quan âm. Một mình tu mình giả điếc giả cấp. Theo ngài Bồ Tát nhiều năm rồi hồi, mình có phép Phật nè, phép tiên, phép thánh, phép thần đây rồi. Tay mình xóa bỏ rồi mình ngồi buồn hiu. Ráng lặng lặng đi, thầy kêu gian rừng núi. Tội gì đâu mà trong bụi thế này, yên canh khuya ta ăn giấc đâu đây. Còn thầy lặng lối giờ này ngồi khuyên đau. Công thầy tổ mình thiệt tình không giả mạo, khuyên hết cuộc đời tàn bớ đào trong mây. Về nhà sắm sửa chiều say, hỏi ta còn ở với bùng lầy tỉnh chưa. Tỉnh đi con, để bước lên thầy đứa quá biển. Tỉnh đi trò để cầu nguyện ở bên trong. Tỉnh đi con để thương vợ yêu chồng. Đó là danh chánh ngôn thuận đạo đồng nên lo nghĩ. Tỉnh trong vợ đừng nên ít nỡ kỵ, mà thương yêu cùng rồi quan hệ thứ tha. Động chung niệm Phật Di Đà, hai người đặt đạo tại tư gia của mình. Ráng suy xét kỹ, ráng minh triết triết. Thầy dễ ít, nhưng mà trò đã biết chuyện gấp 10. Thầy dạy thầy nói chuyện buồn, nhưng con vẫn vui tươi. Vui trong ức tỷ, vui trong trái tim mình bất diệt. Vui mùa hoa nở, mình gieo cây trái đây mình biết. Mình hái lên rồi mình lại cầm tay. Hái hoa hái trái hằng ngày đem, nhưng cũng Phật không phai chút nào. Trời biết không, ở bên Tây, bên Nhật, bên Tấn, bên Tàu, ở bên nước nào nó cũng như ta. Nó cũng thương yêu, có mẹ cùng cha, có chồng, có vợ, có nhà triệu muôn. Tại sao vậy? Đây rồi nó lệ tuôn lạ chàng. Nó dai chỉ có mờ trả lại gấp trăm. Chốn thuyền môn không niệm Phật âm thầm, lo quỷ quái rồi lo siêu tầm phép là. Đây sắp tới nó không chung chà, trời đã diệt hết ni rồi, bớ thiên hạ năm châu. Nói đây ta lại bắt rầu, rầu cho thế sự trong bầu không an. Phải cố gắng con, đừng có để dở dang mất đạo.
Đạo là một viên ngọc sáng ngời nhớ con, sao mình được vào đó đây? Được viên ngọc báo phúc mơ này, do tiền với Phật, do thầy ban cho. Ráng cố gắng đi, để mình lo chùi rửa. Chùi mãi hoài chứ không có một bữa ngọc luôn. Còn việc đạo đời mình nhớ mình tu, tu cho hết nghiệp buồn tối trước. Nghe đi tròn, nó ngay như mực thước. Lựng đi con đồ hiểu được chân như. Tu hành thầy dạy không hư, nếu thầy không dạy con vô tư lấp vùi. Mình tu đạo đâu có dễ vui thái quá. Mà hãy gặp bàn thờ hay chỗ nào mình lại xá dài dài. Lại làm chi mà trong giả rước rai. Một rừng u tịch, một biển dài bùng thâm. Lại làm chi mà ta không gọi tâm. Ta lại nhiều rồi không xí gầm lại chi. Lại buồn, lại khóc lâm lý lại ta gặp nạn sắp si vi kia kìa. Lại chút rượu dìa thất thơ thất thẩn như rớt vô đìa mới vớt lên. Lại rồi mình lại lại quên, nếu ta đừng lại ta đăng tên số trường. Đừng lại nữa, mình đừng dướng đừng dấn, mình đừng lại gì hết nghe trò. Để mình tinh tấn hồi tu, lại Phật trời khi quyết định công phu. Tâm hướng thuyền mình ngao du nơi trời đất. Chứ không thì không biểu trời biến mất. Không lại Phật trời rồi mình thành vật thành ngu. Lại mà ta được công phu, lại mà ta biết ta là người tu kia kia. Ta lại ở, ta không lệ gì. Lại rồi lục soạn bên kia tâm mình. Lại bên ngoài mà trong giả không có nhìn. Còn liễn lu bơ lội với bùng sình thiết thơ. Canh khuya vào lúc canh ba nhớ trò thầy rơi lệ vậy mà nào hay. Trở phương đông thầy ở phương tây. Mong sao Phật độ giờ này bình yên. Hộ cho con đạo biết hiền. Đặng rồi sửa sáng lên thuyền về quê. Hộ cho chúng biết đường về hiền hậu. Cũng như con dọn đất lành, có chim đậu không sai. Tỉnh đi rồi lại thần quay, bây giờ lặng lặng đêm nay thầy mừng. Thần núi ơi lại với thần rừng, ta xin mi dài buổi, rồi coi chừng giùm ta. Hộ tất cả quý bà cô anh em chị, hỗ trợ người đầy trí khôn ngoan. Có ra đi đường xá bị thoáng, hỗ được sở bình an tại ngoài. Người nghèo khổ cũng như ở trại, đem tấm lòng này rồi lại bái cúng dâng. Nam mô thầy nguyện thần rừng, cùng là thần núi chân ân đêm dài. Tỉnh đi con, thầy miệt mài giảng lắm. Ngồi ở đây không biết ở đâu là núi Cấm Thất Sơn. Ẩn để tu không chí buồn sờn, để gặp đạo còn hơn ngà hơn ngọc. Ở tây đây đất lành thầy chăm sóc, nơi thánh địa cuối cùng thảo mộc cũng thương. Nơi miệng rừng núi không dương, thất sơn màu nhiệm tỏ gương châu đài. Sống đi con đi, ngày mai mình thấy.
miền núi non lừng lẫy sang qua. Ngọc tiên ngọc phú qua kia cả, ngọc mi trời chói rọi khắp tâm gia nước nào. Ở nước Miên, nước Thổ, nước Tào, nước Anh, nước Pháp, nước ca nào cũng tu, chỉ bây giờ trời Pháp mở lu tỏ đi sám hối rồi công phu sao còn. Ráng cố gắng nghe con thầy dặn, trong đêm dài thầy tặng mấy câu, chỉ một ngày con phải hiện đạo đâu đâu. Kiểm tâm tánh canh thâu đừng bỏ giờ, chỉ sống có một ngày, nói là dài lắm đó. Mình nợ, chứ Phật nói có một nhát à, mình chết rồi mình không sợ hay sao. Ngồi đây nước mắt muốn trào, vì dân lĩnh Phật chứ dám nào sai đâu. Tình đi con rồi hầu tự giác, mình nghĩ có một ngày mình tắm mát nước Bồ Đề. Bả định chung phải cố chán chê, đừng dầm nữa nắng nề nhiều đời kiếp. Bỏ đi con mình chạy theo mới kịp, kịp qua trời này có dịp nay mây. Hỏi trời hỏi gái hỏi trai, lựa từng nam nữ ngày mai nối đời. Tốt đi con sao tuyệt vời thành tiếng Phật, tịnh đi con thành bảo vật trân châu. Tu đi con đi về cõi đỉnh đầu, không bị đọa không hầu về địa ngục. Thầy giảng chị đây là cõi phúc, nói cho trò cùng cốt nhục với nhau. Ngày mai sống búa ba đào, ta có tu ta dịnh chắc không sao đâu trò. Thôi thầy nói vậy chúng con lo chu đau, ở bên trong là hoài bão đặt kìa, ở bên ngoài gió thổi lia lia, nó bay mất nó về nhiều hương. Mình tu bên trong đi không phải là mình tu mướn, tu thiệt nghe trò rồi khỏi dương phong ba. Chịu buồn thiết thiết tha tha, rừng khuya thầy giảng đạo cho đạo ta được nhìn. Nam Mô Di Đà Phật. Thầy cũng cố gắng để giúp tất cả đồng đạo anh em của mình trong một giờ phút cuối. Vậy thì tất cả chúng con cùng là tất cả bà con anh em của mình đừng bỏ mang tội lắm, vì công thầy tổ mình dài dặn không thể trả ơn được. Quý vị có biết không, ai mà lừa thầy phản bạn rồi không thể nào người đó ra gì trong cái buổi hạ quân. Nói như vậy thành ra hôm nay mình phải ráng cố gắng nha, để rồi các y kỳ phận ráng tu, tu cho mình nó nhẹ vô cùng, không có mang mệnh gì hết. Đó, như vậy có cũng như không, không cũng như có, kệ. Mình đem vô đây chi, là mình dòm thầy ơi, con dòm đâu thấy cái gì trong này. Đó, như vậy mới nguy hiểm đó. Không có mà nó có, nó ứng ra. Tỳ cơ cảm ứng chứng minh của Đức Phật cũng vậy, thấy đâu có Phật đâu, nhưng mà Phật là mình là Phật chưa thành. Đó, như vậy nha. Thôi từ giờ thì thầy cũng xin chúc lành quý vị tạm ngưng. Chắc có lẽ buổi sáng khoảng chừng 4 giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình sẽ hết. Kết cuộc là phần 3 chúng con sẽ đạt được nha. Về cố gắng nha, hãy dài công trong cái pháp này rất quý đáo, ngàn vàng nào. Thôi Nam Mô Di Đà Phật. Thì chúc lành hết tất cả Phật tử.